mua sữa gì có được lồng đèn trung thu nè, con voi có mặt nạ con voi và lồng đèn con voi luôn mùi ơi. Cái gì ạ? À? Chưa đủ ý. Về em ơi. Đi về. Rồi thấy rồi, thùng sữa cua Hero Hero. Ê cái ly này quen không muội? giống cái ly của muội ở nhà nha. Hả? Đâu? Muội uống không? Uống rồi muội mua đi nước dâu của muội. Có miếng thạch cười. Cái đó gì? Cà phê sữa hả? Ê nước nè muối. Đào dâu với xoài dừa nó nè. Bô rô kìa muội. Bô rô đủ. Cái gì nữa nè? À cái bịch cũng bô rô luôn nhưng mà cái túi. Ta thích uống túi không? Đúng rồi, cam muội mua dâu nè, xoài. Xoài còn muội là dâu nè. Nước uống Satori. Mùa này uống tốt nè, bữa thấy mùa này uống mình nó không có bị gì. Nó uống Ion hả? Sao? À, mua cái đó cho muội uống. Ủa gì? Không, nguyên cái đám này là một làn uống luôn. Một làn uống luôn. Muốn gì vậy? Anh này kẹo. Kẹo sỏi, kẹo nút áo là lạ vậy? Sao chỗ này vậy? Mẹ ơi. Kẹo đó ngon á. Nhào. Cô ba lại phái kẹo này nữa. Cái gì vậy? À Marshmallow muội mua hả? Cô ba mua vậy? Cô ba. À Marshmallow ở đâu hay vậy? Đi mua cái Marshmallow trắng để nướng. Bự á, mua loại bự khổng lồ á. Cái viên bự á. Ở bên đây nè muội ơi. Bên đó đâu có, nhầm đường rồi. Phải không? Hình như đây nè, đúng rồi. Kẹo nè. Muội đi đúng đường chứ đâu phải nhầm. À Marshmallow khổng lồ đi hả? Có màu trắng không không ta? Marshmallow chỉ có chỗ này thôi. Đây nè hả muội. Nhưng bự sao nó có màu không vậy? Muội mua kẹo nướng hả muội? À mua kẹo đó có được tặng cái ly hả? Kẹo Marshmallow bự muội nướng kìa. Muội mua rong biển cắt trong cơm ăn. Có gì nữa không? Cái này quen.
kẹo mắt đó hả? Ơi kẹo mắt Marshmallow. Kẹo mắt này là Marshmallow, xưa có ăn rồi. Giờ mụi khỏi mua snack nữa mụi ơi, nãy mụi hốt quá trời rồi, nhớ không? Dạ. Nãy mụi có một bao snack luôn rồi. Đúng rồi, 7 bịch. Đáng lẽ là được 10 bịch. Mà tại cái chân là mất hết 3 bịch. Lúc mà đi ra là cái tay rớt 1 bịch nữa, cái chân rớt nhiều, cái tay rớt 1 bịch nữa là đáng lẽ là mười mấy bịch luôn. Là mũi buồn, là mũi buồn. Là được con bạch hà hồi đó, mắt là. Đi tiếp rồi. Ủa đâu sợ la. Mẹ ôm vậy nào, sau đó là đi lên rớt hết. Ôm thì phải ôm chặt vô. Nó cũng ôm khó đó. Ừ. Với cái bịch snack nó trơn trơn á, thấy mùi. Qua cái tủ thấy thương quá mùi. Ha. Mẹ thấy cái tủ nhà mình không đẹp hả? Tủ nhà mình, nhà của mùi đẹp hơn. Cái tủ của mùi đẹp hơn ha. Mẹ thấy lần đầu tiên có con gấu dâu trên ba lô á. Mụi thấy chưa? Mụi thấy con gấu dâu ở trong ba lô thấy chưa? Mụi ơi, mụi quay anh chồng mẹ xem coi. Cầm đó quay nha. Xin hân hoan chào đón quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại siêu thị trong ngày hôm nay. Hiện tại quầy bánh mì của chúng tôi có bánh mì ba đất với sa ngò. Đây là sản phẩm của Co-op Bakery được sản xuất từ công thức truyền thống Pháp với hương vị đặc biệt thơm ngon và độc đáo. Mọi ơi, mọi cái này dễ thương không mọi? Đâu đứng mẹ quay coi, quay mẹ coi coi. Đúng là quay một vòng. Rộng dữ vậy hả? Với hương vị đặc biệt thơm ngon và độc đáo, kính mời quý khách đến tham quan và mua sắm. Xin trân trọng kính mời. Gấu dâu có cái túi nữa hay gì em mụi ơi? Cái túi luôn à, cái túi áo luôn á. Không biết từ lâu rồi. Mụi biết từ lâu rồi hả? Quen vòng rồi đứng xích ra. Thích không? Cái này với cái màu tím nãy cái nào chịu hơn? Thích cái nào? Đi mọi ơi, đi. Xe đâu mà? Đâu mọi 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 sắp hàng ở quầy bánh mì bên đây nè mọi ơi. Mua bánh mì nhỏ bên đây nè, không có mua bánh mì bự, mua bánh mì nhỏ. Đây nè, mua bánh mì nhỏ nè, cho dễ, cho gọn, thấy không? Đây nè, mua bánh mì này nè. Đây là nhỏ hơn. Nhưng mà khác, không phải là spaghetti. Mua uống sữa chua, ủa, uống trà sữa không? Qua lấy ly cho matcha đi. Không. Không mà không uống hả? Nay mùi không thích uống trà sữa nữa rồi. Gán ăn phô mai nè, cố gắng ăn phô mai. Ôm cái cục của con đi. Ơi, mùi trốn mà. Hàng chi nãy giờ vòng vòng không thấy đâu hết trơn, trốn. Về rồi, cậu ba kêu về lấy cái gì ạ? Mùi đang uống nước dừa. Cậu ba uống nước dừa không? Cho cậu ba ăn miếng kìa. Uống mà sặc luôn á. Đi về đi. Mùi ơi đi. Đi.
lấy đồ ra, cậu ba con lấy đồ của con ra treo trước đây. Nè gà gán của con nè, muội ơi. Gà gán khoai tây chiên nè.